Hello các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm index kết hợp với cả hàm match để tìm kiếm giá trị ở trong một bảng. Đó, thì để kết hợp được hai cái hàm index và hàm match này thì chúng ta sẽ đi lần lượt tìm hiểu từng hàm nó sẽ có cấu trúc và công dụng như thế nào nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái hàm index trước. Hàm index thì nó có công thức như sau. Nó có công thức là đầu tiên là vị trí đầu tiên của hàm index nữa sẽ là array, tức là vùng dữ liệu, vùng chứa dữ liệu ấy. Thứ hai là row 5, có nghĩa là số hàng trả về giá trị. Đấy. Vị trí thứ ba này nó là cột trả về giá trị. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ để chúng ta có thể hiểu hơn được cái hàm index này nhé. Giả sử như bây giờ chúng ta muốn tìm kiếm thành phố của bạn là dựa vào cái họ tên là dựa vào cái họ tên là Nắng BK4 này, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn tìm kiếm này thành phố của bạn Nắng BK4 này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau bằng index, đúng không? Index vùng dữ liệu, chúng ta sẽ chọn cả cái bảng này. Đó. Tiếp theo là hàng, vị trí hàng trả về giá trị. Đó, vị trí hàng trả về giá trị. Bây giờ chúng ta muốn tìm kiếm được cái bạn bây giờ chúng ta muốn tìm kiếm cái thành phố của bạn Nắng BK4 này thì chúng ta phải biết là cái bạn Nắng BK4 này nó nằm ở vị trí hàng thứ bao nhiêu, đúng không? Hàng thứ bao nhiêu? Ví dụ ở trong đây bạn Nắng BK4 này nằm ở vị trí hàng số bao nhiêu là 1 2 3 4 5, nằm ở vị trí hàng số 5 ở trong cái cột họ tên này thì chúng ta sẽ điền 5 vào đây. Sau đó chúng ta sẽ điền cái số cột, đúng không? Chúng ta sẽ điền cái số cột. Số cột bây giờ chúng ta đang muốn lấy giá trị số cột trả về giá trị mà. Bây giờ chúng ta đang muốn lấy giá trị của giá trị thành phố thì cái cột thành phố này nó đang nằm ở vị trí số 1 trong cái bảng này thì chúng ta phải điền cái số 1 vào đây. Tức là điền số cột của cái cột thành phố này thì lúc này nó là số hàng này, đây là số hàng của bạn Nắng BK4 này và số cột thành phố nó nằm ở số cột bao nhiêu trong cái bảng này thì lúc này nó sẽ có cái giao điểm là gì? Vị trí hàng số 5 giao với cột thành phố. Vị trí hàng số 5 giao với cột thành phố thì nó sẽ ra cái này này, cột thành phố này giống này, cột thành phố này giao với hàng số 5 của bạn Nắng BK, Nắng BK4 này, đúng không? Thì nó sẽ ra là HD. Đấy các bạn nhé, HD này, các bạn nhìn này, HD. Đấy thì cái giao điểm của hàng trả về giá trị và cột trả về giá trị thì nó sẽ ra được cái giá trị chúng ta cần tìm kiếm. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta làm một cái ví dụ nữa để các bạn có thể hiểu hơn cái hàm index này nhé. Bằng vùng dữ liệu, đúng không? Vùng dữ liệu này, các bạn nhìn này. Bây giờ chúng ta muốn tìm lương của bạn là Nắng BK3 đi, đúng không? Lương của bạn Nắng BK3, lương của Nắng BK là giao của cột lương này và hàng của bạn Nắng BK3 đang đứng này. Thì bây giờ chúng ta phải tìm được cái vị trí hàng của bạn Nắng BK3 đang đứng này. Chúng ta đến này, 1, 2, 3, 4. Tức là vị trí hàng của bạn Nắng BK đang đứng là 4, đúng không? Là 4 này. Và cái cột lương này trong cái bảng này nó là cột bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Nó là 4, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm được lương của bạn Nắng BK4. Đấy các bạn nhìn nhé, lương của bạn Nắng BK4 là 2 triệu, đúng không? Đây chúng ta đang tìm lương của bạn Nắng BK3. Nhầm, xin sorry các bạn nhé. Thì đây là vị trí số 4 mà. Chúng ta đếm này, từ họ tên này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, Nắng BK3, đúng không? Ở đây các bạn lưu ý này, nếu như các bạn ở đây này, mình không chọn là từ A1 đến A7 mà chúng ta chọn từ A2, đúng không? Thì bắt đầu nó sẽ đến từ đây, từ 1, 2, 3. Thì để mà tìm được cái vị trí hàng của bạn Nắng BK3 ấy, thì chúng ta sẽ điền ở đây là 3 chứ không phải là 4 nữa. Thì chúng ta sẽ ra được lương của bạn Nắng BK3. Đấy, các bạn chú ý điều này nhé. Đấy. Nếu như các bạn mà chọn là A1, đúng không? Từ A1 thì chúng ta phải đếm cả cái title này, cả từ cái title này, họ tên này, 1, 2, 3, 4 thì chúng ta mới tìm được cái vị trí của bạn Nắng BK3, tức là 4 ở đây thì nó cũng ra kết quả tương tự thôi. Đấy, các bạn lưu ý ở cái chỗ này nhé. Đó, lương của bạn Nắng BK3 thì là giao điểm của vị trí, giao điểm hàng của bạn là Nắng BK đang đứng này, giao với cả cột lương thì nó ra cái giá trị là lương của bạn Nắng BK là BK3. Đấy. Nếu mà tìm các bạn các tên khác thì cũng tương tự thôi, cũng theo cái công thức là index như thế này. Đó, các bạn đã hiểu được cái hàm index rồi đúng không? Thì bây giờ có một vấn đề là bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ suốt ngày phải đếm đúng không? Suốt ngày phải đếm là vị trí của các bạn này là vị trí hàng bao nhiêu à? Giả sử như là cái dữ liệu này nó rất là nhiều giá trị đúng không? Rất là nhiều dòng, rất là nhiều hàng thì chúng ta làm sao cũng có thể đếm được. Thì bây giờ để mà giải quyết cái đấy thì chúng ta phải sử dụng thêm hàm match ở đấy. Hàm match ở đây là gì? Hàm match là hàm match này nó sẽ trả về cái vị trí của giá trị cần tìm kiếm. Đó các bạn không? Vị trí của giá trị cần tìm kiếm. Thì cái hàm match này có công thức như sau. Thì cái giá trị đầu tiên của nó là giá trị tìm kiếm này, giá trị thứ hai là vùng tìm kiếm và giá trị thứ ba là kiểu trả về. Đấy, kiểu trả về ở đây thì nó có hai loại là loại tuyệt đối và loại tương đối. Mặc định nếu không điền thì nó là tương đối. Thường nhưng mà thường thì khi mà sử dụng hàm match thì chúng ta sẽ sử dụng là tuyệt đối. Các bạn lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ sử dụng hàm match để các bạn có thể hiểu hơn về nó nhé. Match. Đó. Bây giờ chúng ta muốn tìm vị trí của bạn Nắng BK4 này. Đấy, tìm vị trí của bạn Nắng BK4 xem nó nằm ở vị trí nào. Đó, nằm ở vị trí nào trong cái vùng tìm, trong cái vùng dữ liệu này. Đó. Thì các bạn áp dụng công thức nhé. Mắc đúng không? Bây giờ chúng ta tìm là Nắng BK4, chúng ta có thể điền trực tiếp giá trị như thế này. Đấy, chúng ta có thể điền trực tiếp giá trị như thế này đúng không? Hoặc bây giờ mình sẽ làm điền trực tiếp giá trị để cho các bạn xem trước đã nhé. Đấy, điền trực tiếp giá trị cần tìm kiếm là Nắng BK4 này. Vùng tìm kiếm, là gì? Vùng tìm kiếm là chúng ta sẽ chọn cả cái bảng này đúng không? Đó. Đây, mình viết lại nhé. Nắng BK4 đúng không? Vùng tìm kiếm này. Vùng tìm kiếm ở đây là gì? Vùng tìm kiếm là mình đang tìm kiếm là cái họ tên này đúng không? Thì chúng ta chỉ tìm kiếm là cái họ tên này thôi. Ở cái cột họ tên này. Đấy. Cái kiểu trả về là tuyệt đối, giá trị tuyệt đối. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm được cái vị trí của bạn Nắng BK4 này nó đang làm hàng bao nhiêu. Đó. Hàng bao nhiêu trong cái cột họ tên này. Đấy các bạn đấy nhé. Bây giờ chúng ta thử đếm xem là cái bạn Nắng BK4 này đang làm hàng bao nhiêu nhé. Chúng ta chọn là cả cái title của nó ấy. Thì chúng ta sẽ đếm từ title này, 1 2 3 4 5. Có nghĩa nó đang vị trí nằm ở dòng thứ 5 trong cái cột này. Thì cái hàm match này nó sẽ trả về giá trị 5. Các bạn để ý nhé. Đấy, nó sẽ trả về giá trị 5 trong cái kết quả. Đấy, vậy thì chúng ta có thể ánh xạ sang là bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm thành phố này, lương, điện thoại dựa vào tên được rồi đúng không? Thì ở đây này, bản chất ở đây này, bản chất ở cái đây nó sẽ trả về cái vị trí hàng đúng không? Vị trí hàng của dữ liệu mình cần tìm kiếm. Thì cái hàm match này nó làm được rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thể tìm kiếm thành phố này, điện thoại này, lương này theo tên dựa vào hàm index và hàm match kết hợp. Đó. Bây giờ chúng ta mình sẽ nói cho các bạn cái cách tìm kiếm này, cái giá trị tìm kiếm này bạn có thể điền trực tiếp này, đúng không? Bạn có thể điền trực tiếp hoặc các bạn tham chiếu đến một cái ô này thì nó cũng ra kết quả tương tự thôi. Đấy, ví dụ như thế. Bây giờ mình chọn là bạn Nắng BK1 đi. Thì Nắng BK1 nó đang nằm ở B2 đúng không? Thì đây chính là giá trị tham chiếu. này chúng ta điền vào đây nó vẫn ra kết quả là 2. Đấy các bạn thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp. Chúng ta sẽ kết hợp cái hàm index và hàm map này để tìm kiếm thành phố này và lương dựa vào tên, dựa vào họ tên nhé. Thì trước tiên để mà làm điều này thì chúng ta sẽ tạo một cái list box, tức là cái danh sách chọn này. Đây mình đã tạo sẵn rồi, bây giờ mình sẽ xóa đi. Để xóa đi mình làm lại cho các bạn xem nhé. Danh sách chọn họ tên ở đây thì khi mà chúng ta chọn họ tên ở đây thì dữ liệu thành phố và lương nó tự động thay đổi. Đó, nó chỉ đơn giản ý nghĩa là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái list box danh sách chọn nhé. Đây, chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn vào data này, data, chọn vào data validation, chúng ta vào allow, chúng ta chọn list này. Đó, ở đây chúng ta sẽ chọn là cái vùng dữ liệu là họ tên, enter, ấn ok. Chúng ta đã có một cái danh sách chọn ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức index và match để tìm kiếm thành phố và lương theo họ tên nhé. Đầu tiên là gì? Index, đúng không? Index index là cái giá trị đầu tiên là vùng dữ liệu, chúng ta sẽ chọn vùng dữ liệu này. Thứ hai là hàng trả về giá trị, cái hàng vị trí hàng trả về giá trị này. Thì cái hàm mắc vừa rồi nó trả về cái vị trí đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm mắc ở đây, đúng không? Hàm mắc này theo giá trị tìm kiếm, lúc này là giá trị tìm kiếm là theo tên, đúng không? Dựa vào tên để tìm kiếm là tên này, bạn này ở thành phố nào và lương bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn là tên ở đây. Đấy, tên ở đây là khi mà chúng ta chọn này thì đây chính là giá trị tìm kiếm này. Cái vùng tìm kiếm của họ tên, vùng tìm kiếm của họ tên là chính là cái cột họ tên này, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó. Tiếp theo là cái kiểu trả về. Kiểu trả về thì của hàm mắc là thường sử dụng hàm tuyệt đối, đúng không? Kiểu trả về tuyệt đối chúng ta sẽ điền 0 vào đây, đóng ngoặc lại. Chúng ta sẽ điền cái giá trị cuối cùng của cái hàm index này. Bây giờ chúng ta đang tìm thành phố dựa vào họ tên, đúng không? Thì cái cột thành phố này, cái giá trị cuối cùng của hàm index là cột trả về giá trị mà, đúng không? Thì chúng ta đang muốn tìm thành phố thì chúng ta phải trả về cái cột thành phố này, mà cái cột thành phố này nó đang nằm vị trí nào? Nằm vị trí thứ nhất trong cái bảng này, đúng không? Thì chúng ta sẽ điền số 1 vào đây. Đó, thì lúc này nó sẽ tìm kiếm được cái thành phố dựa vào họ tên chúng ta chọn ở đây. Enter này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn họ tên nhé. Ví dụ chúng ta chọn bạn Nắng BK1 thì nó sẽ trả về cái giá trị là Hà Nội. Đấy các bạn thấy chưa? Nó sẽ trả về là Hà Nội. Đó các bạn thấy chưa? Trả về Hà Nội. Bây giờ mình chọn là Nắng BK4, nó sẽ trả về là Hải Dương. Đấy. Chúng ta cùng nhìn lại cái công thức này một lần nhé. Phân tích lại này. Đây cái hàm mắc này, cả cái hàm mắc này nó sẽ trả về cái gì? Cái vị trí hàng, đúng không? Cái vị trí hàng của cái bạn Nắng BK4 này, của cái bạn Nắng BK4 này. Đấy các bạn thấy không? Vị trí hàng của bạn Nắng BK4 ở đây nó là gì? Nó là 1 2 3 4 5, nó sẽ là 5. Cả cái chỗ này nó sẽ trả về giá trị là 5 này, đúng không? Thì đây. Đấy, nó chỉ kết hợp như vậy nó sẽ trả về giá trị 5. Cái công thức là cái vị trí này, cái vị trí trả về này nó sẽ thay đổi dựa vào cái tên mình chọn này. Đây, nó sẽ dựa vào cái này. Đúng không? Bây giờ mình chọn là Nắng BK3 thì ở đây nó sẽ là Nắng BK3, xong nó tìm kiếm vào cái vùng là B1 đến B7, cái vùng họ tên này, xong nó trả về cái vị trí, đúng không? Vị trí là 5 hoặc là gì đó nó, hoặc là vị trí nào đó nó phụ thuộc vào cái họ tên này. Đó, các bạn hiểu chưa? Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ nữa là tìm lương, tìm lương dựa vào họ tên. Đó. Bây giờ chúng ta cũng sử dụng hàm index này. Chúng ta cũng chọn là cái vùng dữ liệu này. Đó. Bây giờ chúng ta cũng sử dụng hàm mắc để tìm kiếm vị trí hàm mắc này, tìm kiếm vị trí của họ tên đó, đúng không? Giá trị tìm kiếm là họ tên, cái vùng tìm kiếm là gì, là cái cột họ tên này đó. Giá trị trả về là tuyệt đối, thì lúc này cái hàm mắc nó sẽ trả về cái giá trị cái vị trí hàng của họ tên. Đấy, vị trí hàng của họ tên, ví dụ là Nắng BK4 nó sẽ trả về vị trí của bạn Nắng BK4 này nằm ở hàng bao nhiêu trong cái cột họ tên này. Tiếp theo chúng ta sẽ điền giá trị cuối cùng của cái hàm index này. Cái hàm index này chính là cột giá trị trả về. Bây giờ chúng ta đang muốn tìm lương, đúng không? Muốn trả về giá trị là lương thì chúng ta sẽ điền cái vị trí cột lương trong cái bảng này. Vị trí cột lương trong cái bảng này là 4, đúng không? 4. Đấy, thì giao điểm của cái hàng bạn là Nắng BK4 này đang đứng, và cái cột lương này thì sẽ tìm được cái giá trị lương của bạn Nắng BK4. Đấy, ví dụ bạn Nắng BK4 nó nằm ở đây, đúng không? Nằm ở vị trí này. Giao nó sẽ gióng sang cột lương, giao điểm của cái hàng bạn Nắng BK4 đang đứng, và cột lương này sẽ tìm ra cái giá trị là 2 triệu này. Đấy, tìm ra giá trị là 2 triệu này. Các bạn enter công thức nhé. Đó, nó sẽ ra là 2 triệu. Bây giờ mình thay đổi nhé. Mình thay đổi là bạn Nắng BK6 đi. Thì hai cái giá trị thành phố này và lương này nó sẽ tự động thay đổi theo. Đó, rất là hay, đúng không? Đó, hàm index và hàm mắc kết hợp nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình hy vọng là qua cái video hướng dẫn này sẽ giúp ích được cho các bạn học tập thật tốt và làm việc thật là hiệu quả. Nếu các bạn thấy video này hữu ích đối với các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.